Hello, xin chào các bạn. Mình là thầy giáo Tin đây và hôm nay mình đã trở lại với một video tiếp theo. Và trong mấy ngày hôm nay thì chúng ta đang rất là lo lắng với đại dịch Corona thần thánh đó. Đi ra đường này người người khẩu trang, nhà nhà khẩu trang và giá khẩu trang đã lên rất là cao rồi. Vậy thì hôm nay thầy sẽ ngồi đây hướng dẫn các bạn làm một cái trò chơi để tiêu diệt cái con virus Corona kinh khủng này các bạn nhé. Đây thì cái trò chơi này rất là đơn giản đấy. Đấy là đấy, thầy vừa mới chơi xong và các bạn thấy là thầy đã diệt được 18 virus corona đấy các bạn ạ. Ta sẽ bấm vào dấu cách nhá để bắt đầu nhá. Đấy thì trên màn hình sẽ xuất hiện đấy, các cái con zombie mang virus corona và xen giữa đó là những cái người bình thường các bạn ạ. Vậy thì nhiệm vụ chúng ta là phải cầm cái búa này đập này, đập trúng con virus này. Đấy, bạn đập trúng thì điểm nó sẽ tăng lên các bạn này. Số virus mà các bạn đập được thì chính là số điểm của bạn. Càng ngày thì cái con này nó chạy càng nhanh và càng nhiều ấy. Nó không ai mình đập trúng người dân bình thường ấy là bạn thua ngay. Đấy. Đấy, ví dụ như là chơi và đập ngay vào cái người bình thường các bạn. Nó không nhiễm virus mà chúng ta đập phải thì nó sẽ thua. Như vậy là này đã là diệt được 29 virus các bạn ạ. Trò chơi này khá đơn giản thôi. Bây giờ sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. À, xin lỗi các bạn vì thầy vừa làm video vừa đeo khẩu trang bởi vì là muốn tránh có cái con virus này có thể lan truyền qua đường internet các bạn ạ. Rồi bây giờ thầy sẽ để tiếng Việt và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là các bạn xóa nhân vật mèo đi này. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái nhân vật búa thì cái hình cái búa ấy thì các bạn có thể tải trên mạng về bất kỳ hình cái búa nào cũng được các bạn ạ. Nhưng mà các bạn nhớ là phải để cái búa đó nó có hình trong suốt nhé, tức là cái nền của nó trong suốt. Còn nếu mà các bạn để cái hình nền nó không trong suốt ấy thì cái búa nó sẽ có cái hình nền màu trắng. Mà khi chúng ta đổi hình nền ấy, đầu tiên chúng ta đổi hình nền trước đi nhỉ. Chúng ta đổi hình nền thì cái hình nền của cái búa nó sẽ hiện lên và nó làm xấu nhân vật chúng ta đi các bạn ạ. Đó. Thì bây giờ thầy sẽ chọn một cái hình nền nhân vật. À, các cái con zombie sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ? Ở đây. Đây, à, đúng không? Giờ ta sẽ chọn cái búa, tải đối tượng lên. Thì ở đây thầy sẽ có một hình cái búa sẵn rồi này. Đấy. Mà nhớ các bạn làm cái búa này thì các bạn nhớ là cái búa này nó sẽ phải trong suốt nhé. Cái nền của nó phải trong suốt nhé. Cái nền các bạn tưởng tượng là có nếu mà có cái nền màu trắng ở đây này. Đấy, thì nó sẽ làm xấu hình nhân vật chúng ta đi. Đấy, làm nào để xóa được cái nền màu trắng này các bạn có thể tìm hiểu về Photoshop và hoặc một số chỉnh sửa ảnh để xóa cái nền màu trắng đi nhá. Hoặc các bạn có thể lên mạng các bạn tra cái hình cái búa với từ khóa là transparency, tức là trong suốt. Đấy. Thì cái đó thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn một video sau. Bây giờ thầy có cái búa rồi này, bây giờ sẽ cho cái búa nó nhỏ nhỏ đi nhá. Chúng ta sẽ chuyển thành vector này. Đấy, các bạn sẽ cho cái búa nó nhỏ đi này. Đấy, cái búa nó chỉ thế này thôi. Đó. Ta nhớ là đặt cái tâm cái búa vào chỗ chính giữa cái cán búa ngon để cho nó xoay nhé. Cái búa của chúng ta thì như thế này đây. Đấy. Sau khi có cái búa xong thì chúng ta sẽ lập trình cho cái búa nó đập, đúng không ạ? Lập trình cái búa đập thì rất là đơn giản thôi. Đó là các bạn sự kiện này, khi bấm vào phím trắng đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ tạo ra một khối. Chúng ta sẽ tạo ra một khối nhé. Khối là hammer, tức là cái búa các bạn ạ. Đó, định nghĩa hammer này. Đó, đúng không? Đấy, khi mà các bạn bấm vào sự kiện, các bạn khi mà bấm vào phím trắng, tức là phím cách đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ không dùng cái phím bắt đầu này nhé. Bởi vì sao? Bởi vì tí nữa thì sẽ cho cái búa này nó chạy theo con chuột. Mà cái búa chạy theo con chuột thì khi mình bấm bắt đầu thì cái búa nó sẽ nằm ở phía trên này là. Đấy, chúng ta sẽ dùng phím trắng để bắt đầu này. Ở phím trắng thì đầu tiên là các bạn sẽ kéo cái khối vào hammer vào. Cái định nghĩa khối hammer này rất đơn giản thôi. Nếu mà gì ạ, chúng ta vào điều khiển, chúng ta sẽ lặp lại liên tục nhé. Rồi chúng ta sẽ dùng chuyển động đi tới con chó chuột. Đó, đi tới con chó chuột để làm gì? Đấy, nó chạy theo con chó chuột ạ. Rồi ok, sau khi đợi chó chuột chúng ta thử quá nhá. Chúng ta thử này, bấm dấu cách này. Đấy, thì bạn thấy là cái búa này nó chạy theo con chó chuột, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình là cái nhấn nhá, sự kiện này, cảm biến này.
Đấy, khi mà chuột được nhấn đúng không ạ? Khi chuột được nhấn thì chúng ta thấy là cái búa này nó sẽ đập xuống và chúng ta sẽ điều khiển. Đấy, nếu thì nếu không thì chuột được nhấn thì sao? À xin lỗi các bạn, không không dùng cái này ạ. Đấy, chúng ta dùng nếu thì nếu không thì. Nếu chuột được nhấn thì sao ạ? Nếu chuột được nhấn thì cái búa này nó sẽ xoay, đúng không? Nó sẽ xoay sang bên trái. Đấy, chúng ta sẽ cho nó xoay 30 độ đập xuống. Nó xoay xong thì các bạn làm gì ạ? Nó chỉ xoay không ấy thì các bạn thấy là khi thầy nhấn nó khác nhá. Đấy, nhấn này, đó các bạn thấy nó xoay tròn này đúng không? Bây giờ thầy sẽ cho nó xoay ngược lại để bật lên về vị trí cũ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải dùng điều khiển. Đấy, chúng ta sẽ đợi. Xoay xong chúng ta sẽ đợi một chút thôi, 0,2 giây thôi. Đấy, xong chúng ta lại xoay ngược nó lại. À, xoay đi bao nhiêu thì xoay về bấy nhiêu các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy là chúng ta sẽ xoay về đây là 30 độ quay ngược lại. Đấy, đấy thì các bạn thấy là đấy nhá, bốn cái cách này, còn nó này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, cái búa nó đã xoay trở về vị trí cũ đấy. Các bạn thấy không? Trong cái búa này bây giờ nó nằm ngang đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái búa này nó hướng. À, trước khi mà chúng ta lập trình cho cái búa thì chúng ta sẽ định nghĩa cái hướng của nó trước khi vòng lặp đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ hướng nó về phía ở đây là cái búa của thầy là đang nằm ngang đúng không? Thầy sẽ cho nó chổng lên một tí, thầy sẽ quay ngược nó lên. Đấy. Đấy các bạn thấy không? À, các bạn muốn muốn nó chỉnh theo ý mình thì các bạn cứ xoay cái này này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thầy chỉ cần chỉnh cái này thôi thì nó sẽ. Đấy, rồi, ok. Đến đây cái búa được rồi này. Xong nhá. À, cái búa này còn phải một thứ nữa là nó phải đi lên phía trên cùng đúng không? Đấy, nó phải nằm đè lên các cái nhân vật chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ cho nó đi lên phía trên cùng. Hiện lên nhỉ? Không, nó đã ẩn mất. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thấy cái bấm chuột cái là nó lại đập 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 xuống đấy các bạn. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên cho cái này là hammer nhé. Chúng ta sẽ mặc định của cái này là xoay xung quanh, như vậy là chúng ta sẽ phải vào là chuyển động. Đấy, cho nó đặt kiểu xoay là xoay xung quanh, chứ nếu mà chúng ta không xoay là nó sẽ không xoay. Đấy, chúng ta đặt xoay xung quanh cho chắc chưa. Đấy, xong cái búa nhá, cái phần là dễ nhất là cái búa này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo tiếp một nhân vật hiếm người nhá, người nhá, người không nhiễm virus nhá. Người không nhiễm virus thì chúng ta có thể chọn trong này. Các bạn có thể chọn nhân vật này đi, đúng không? Chúng ta vào đây, chúng ta bỏ các cái nhân vật cho anh này đi. Bỏ nhân vật này đi. Bỏ nhân vật này đi. Các bạn sáng tạo thì các bạn có thể cho nó chuyển động chân tay các thứ, nhưng mà đây thì hướng dẫn các bạn đơn giản cho nên là thầy sẽ bỏ các cái bỏ các cái rồi stop, nhưng hơi búa nó cứ chạy. Chúng ta sẽ bỏ các bớt các cái hình ảnh lên cho nó nhanh nhé các bạn nhé. Còn các bạn sáng tạo thì các bạn có thể tự điều khiển nhé. Các bạn có thể tự làm cho nhân vật chúng ta thì bước chân đi bằng cách là thay đổi hình dạng. Đây thì sẽ không thay đổi hình dạng mà nó cứ lướt đi ở trên đường đấy nhé. Đấy, thì bây giờ bây giờ chúng ta có nhân vật rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần thiết kế nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cho khi sự kiện này, chúng ta sẽ kéo tiếp này. Chúng ta sẽ khi nhấn vào phím trắng thì làm gì này, đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo khối. Khối này tên là run, đúng không? Run. Run thì bây giờ chúng ta sẽ tạo các biến số. Bởi vì mình có nhiều cái người cho nên là mình sẽ cho mỗi người một tốc độ khác nhau, chứ không để cùng tất cả mọi người đều cùng một tốc độ được không? Chúng ta sẽ tạo một tối là tốc độ human, đúng không? Rồi, tốc độ human. Thế bây giờ chúng ta sẽ khi mà định nghĩa run ấy thì các bạn sẽ đặt tốc độ thành một số ngẫu nhiên đi, đúng không? Các bạn sẽ thấy là khi mà chạy ấy thì nhân vật chúng ta sẽ lấy một cái tốc độ ngẫu nhiên từ người thì bao giờ cũng chạy nhanh hơn là zombie đúng không? Rồi, người bao giờ cũng chạy nhanh hơn zombie nên ta đặt từ 4 đến 10. Đấy, xong rồi. Chúng ta sẽ kéo cái khối này vào đấy đã trước đi đã, đúng không? Khi nhấn nhắn để run. Đây là tốc độ thành này. Thì bây giờ nhân vật chúng ta sẽ xuất hiện ở bên này đúng không? Bên tay trái chạy sang bên phải đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ phải
cho nó đi tới điểm đúng không? Rồi chúng ta sẽ cho nó đi tới điểm tọa độ x. Tọa độ x tức là bên trục nằm ngang này này, thì bao giờ nó cũng âm 240 là bên trái sân khấu nhé. Còn bên phải thì chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên trong khoảng từ từ dưới này lên trên này đúng không? Lấy ngẫu nhiên. Nhưng mà cái hình rồi cái hình cái nhân vật chúng ta là tâm tâm nhân vật ở đây đúng không? Nếu mà nó xuất hiện đây thì có nửa người đó, lên đây thì có nửa cái chân thôi. Cho nên là chúng ta sẽ lấy từ âm 160 cho đến 160. cho nhân vật chúng ta hiện lên nhé. Rồi tiếp tục ta cho nó chuyển động kiểu xoay nhé. Đặt kiểu xoay là không xoay. Đấy, không xoay. Đấy, chỉ nó chỉ cho chạy từ bên trái sang bên phải thôi. Đấy. Không xoay. Rồi xuất hiện nhé, bây giờ thử nhá. Cách đấy, nhân vật chúng ta xuất hiện ngẫu nhiên bên tay trái đúng không? Bây giờ cho nó chạy sang bên tay phải thì chúng ta sẽ phải vòng vòng lặp rồi. Chúng ta sẽ lặp cho đến khi nhá. Đến khi nào các bạn nhỉ? Lặp đến khi mà nó sang bên này, tức là hoành độ của nó lớn hơn 240 nhá. Hoành độ lớn hơn 240 hoặc là bằng cũng được, đúng không? Vì tốc độ ta lấy ngẫu nhiên mà, cho nên là chúng ta sẽ phải có hai phép toán hoặc lớn hơn hoặc bằng, đúng không? Hoặc này. Rồi, lớn hơn này, lớn hơn 50 hoặc ở đây là 240 đúng không? Sang bên cạnh bên tay phải hoặc bằng cũng được. Các bạn phải lớn hơn hoặc bằng nhé. Bởi vì là nhỡ trong may trong trường hợp nó bằng cái thì nó lại không được đúng không? Lớn hơn đi. Cái gì ạ? Cái gì bằng ạ? À, chúng ta sẽ phải chuyển động hoành độ đúng không? Hoành độ chính là x đấy. Lặp cho đến khi ok. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ phải thay đổi gì? Chúng ta sẽ phải thay đổi tung độ đúng không? À, thay đổi hoành độ, xin lỗi các bạn. Thay đổi hoành độ bởi vì nó chạy từ trái sang phải mà. Đấy, chúng ta sẽ kéo cái biến tốc độ human vào. Ta thử nhá. Đấy, nhưng mà chúng ta chạy sang trái sang phải này. Đập chưa được đúng không? Đập chưa được nó chạy sang hết rồi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem là trong quá trình nó chạy thì cái búa này đập có trúng không nhá. À, chúng ta sẽ nếu thì và nếu không thì. Nếu cái búa đập trúng là gì ạ? Cái búa đập trúng thì chúng ta sẽ vào chạm vào đúng không? Chạm tức là cái búa này nó mà chạm vào như cái người này này, nhân vật này này thì chạm vào hoặc là gì nữa? Hoặc là và đồng thời là chạm vào và đồng thời là cái chuột nó phải được nhấn nhá. Nếu mà chúng ta chỉ chạm không ấy thì không được đúng không? Đấy. Nếu đang chạm vào cái búa và đồng thời là cái chuột phải được nhấn xuống đúng không? Chuột được nhấn đây. Nếu điều này xảy ra thì nó ra làm sao? Thì nhân vật của chúng ta thì nhân vật chúng ta sẽ biến mất đúng không? Đập chúng thì nhân vật chúng ta sẽ biến mất đúng không? Thầy cho nó quay lại chỗ cũ nhá. Cách này. À, quên chưa stop. Cách đấy. Đấy. Đúng không? Cách này. Đó. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ cho nó gì? À, nếu mà đập chúng thì nhân vật chúng ta sẽ ẩn đi. Đó. Còn nếu không trúng thì sao? Rồi, nếu mà không trúng thì thầy sẽ cho nó quay về, tức là nó chạy đây rồi nó quay về chỗ cũ nhé. Đó, cho nó quay về chỗ cũ là nếu nếu thì, đúng không? Nếu không thì chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện là nếu mà nhấn lấy cái này xuống. Nếu điều này xảy ra thì cho nó quay về chỗ cũ. Quay về chỗ cũ bằng cách là đi tới điểm. Đây, chúng ta sẽ nhân bảng cái này lên hoặc là chúng ta lấy cái này. Đấy, chúng ta sẽ lấy cái này đưa xuống đây, còn cái này thì chúng ta tiếp tục âm 240 thì nó sẽ quay về chỗ cũ thôi. Đấy, tức là gì? Nó nếu mà chúng ta không nhấn chuột hoặc không bấm mà cái cứ để nó chạy thì nó chạy đến đây, nó chạy đến đây thì nó sẽ kiểm tra xem là lớn hơn hoành độ rồi thì nó lại quay về chỗ cũ, tức là nó lại quay lại từ đầu. Đây, các bạn thấy là nếu thầy không bấm gì nhá, nó chạy đến 238 là nó chạy đến 238 các bạn ạ. 235 235 235 ta thay cái này bằng 235
đấy các bạn thấy không, và nó lại bị tức là chúng ta phải kiểm soát được cái hình ảnh của nhân vật của chúng ta đấy, khi mà các bạn kiểm tra xem là cái tung độ này nó bị dừng ở điểm nào đấy, thì chúng ta sẽ làm giảm nó đi xuống, không có là nó bị dừng lại. Ví dụ lúc nãy là nó bị dừng lại ở 238 vì nó chưa lớn hơn cái này, nó đã dừng lại mất rồi, nên là nó sẽ không quay về chỗ cũ được đấy. Các bạn kiểm soát cái nhân vật chúng ta tốc độ là 9 này, rồi khi mà mình đấy, khi mà mình tích một phát vào cái nhân vật này nó sẽ ẩn mất, xong nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tạo một zombie nhá. Zombie thì chúng ta sẽ ở đây sẽ không có zombie, cho nên là chúng ta sẽ cũng phải tạo nhân vật zombie bằng cách tải đối tượng lên ở đây. Đây thầy có hình dạng sẵn của con zombie rồi, các bạn có thể lên mạng tải về và nhớ là cái hình này của nó phải trong suốt nhá. Đấy, zombie này to đùng thế này á, cho to đùng thì chúng ta sẽ thiết kế nó lại, chuyển thành vector cho nó nhỏ đi, và nhớ lật sang bên kia bởi vì chúng ta chạy từ trái sang phải mà. Rồi về phần thiết kế, phần code chuyển động thì chúng ta cũng làm giống hệt đấy, khi nhấn vào phím trắng thì tạo ra khối, khối này là khối Rombi Run đúng không, Rombi Run. Ok, Rombi Run thì chúng ta lấy cái nhân thằng này vào giống hệt thôi, chúng ta kéo cái anh này vào rồi đấy, giống hệt nào. Đấy, thầy kéo cái zombie run vào đây thì chúng ta sẽ cũng sẽ có chúng ta sẽ tạo ra một biến số khác, không phải tốc độ human nữa mà tốc độ tốc độ, các bạn nhớ về mỗi nhân vật có một tốc độ riêng nhá, zombie đó. Chúng ta sẽ thay cái này bằng tốc độ zombie, xin lỗi, tốc độ zombie. Đấy, thay cái này bằng tốc thay cái này bằng tốc độ zombie. Đấy, rồi chúng ta cũng nhấn nào, nhấn đấy, các bạn thấy là đấy, chúng ta bấm vào cái anh zombie ấy thì anh zombie biến mất đúng không, bấm vào bên nào thì anh ấy biến mất. Đấy. Rồi các bạn thấy là nếu mà thầy bấm vào zombie ấy đúng không, thì chúng ta lại phải tạo ra một con zombie nữa đúng không. Đấy, cho nên là chúng ta, bởi vì là nếu mà bấm vào người nhá, rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý phần bấm vào người trước. Nếu bấm vào người thì chúng ta sẽ cho nó dừng lại, bởi vì bấm vào người là sai rồi đúng không, các bạn đập nhầm đúng không, các bạn đập nhầm vào người là các bạn thua đúng không, thì chúng ta sẽ phát đi một tin nhắn là game over. Game over. Đấy, chúng ta sẽ phát đi một tin nhắn là game over và chúng ta dừng tất cả lại. Đấy, không chơi nữa. Đúng không? Đấy, đấy là nếu mà chúng ta nhấn vào người, đúng không? Rồi, còn khi mà nhấn vào zombie thì sao? Khi mà nhấn vào zombie thì chúng ta lại phải tạo ra một bản sao của cái con zombie này. Ấn cái con zombie đấy đi và quay cái con zombie đấy về chỗ cũ đúng không? Còn không thì các bạn đừng ấn nữa. Các bạn có thể dùng bằng cách là cho nó quay về chuyển động từ đầu, đúng không? Chúng ta lại đi tới điểm này, chúng ta lại nhân bản cái này lên. Đấy, chúng ta lại -240 vào đây. Các bạn thấy là khi mà bấm vào con zombie thì nó lại quay về chỗ cũ này, đúng không? Ôi, thầy bấm nhầm vào cái người mất rồi. Thầy bấm nhầm vào nhân vật người, đúng không? Đấy, cho nên là bị game over. Rồi, bấm vào những game over đúng không? Rồi đến phần tính điểm. Đến phần tính điểm thì khi ấn vào phím trắng thì các bạn sẽ tạo ra biến số là điểm, đúng không? Điểm thì các bạn sẽ đặt điểm bằng 0. Đó, khi mà đập trúng ấy thì điểm nó sẽ tăng lên thành 1 đúng không? Nếu đợt đây được nhấn đây đi tới điểm đây thì tăng điểm lên 1. Các bạn sẽ thấy là đây nha. Bấm này, đập vào con zombie này.
Đập nhầm người mất rồi. Tại vì hai cái nhân vật nó trùng nhau nên chúng ta sẽ đập nhầm mất. Đấy các bạn thấy không? Điểm 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này. Đấy. Tốc độ hơn mình tốc độ Ruby là đây, đây sẽ kéo cái này xuống đây. Đấy các bạn thấy là cái nhân vật của chúng ta ấy nó luôn luôn chạy với một tốc độ là 9. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi nó đi ấy thì các bạn sẽ phải tạo bản sao chứ không được dùng cái chính cái nhân vật đó. Và chính nếu mà dùng chính nhân vật đó thì đúng là tốc độ nó cũng bằng 9 cả đúng không? Cho nên là các bạn sẽ kéo cái này xuống đây. Human nó chạy nhanh quá nhỉ. Các bạn sẽ có thể thấy human nó chạy 3 thôi. Các bạn sẽ tạo ra bản sao. Tạo bản sao của cá nhân tôi khi mà các bạn nhấn vào. Tạo bản sao khi mà đến điểm dừng. Đây. Nếu mà vượt sang bên kia, đúng không? Còn nếu mà chạm vào thì thôi, không bản sao gì nữa. Nếu mà vượt sang bên kia thì tạo bản sao. Đây, nếu mà vượt sang bên kia thì tạo bản sao. Nếu mà cái này thì tạo bản sao. Và khi tôi làm một bản sao thì đi tới điểm này. Và hiện lên. Nhớ là phải hiện lên, thử cũng được các bạn ạ. À, các bạn cứ làm thử cũng được chả sao cả. Đây. Đấy các bạn thấy tốc độ của mình nó thay đổi này. Đúng không? Nhưng mà nó không chạy bởi vì chúng ta không có run. Kéo cái run vào. Thế là xong. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bây giờ lại có hai người. Ồ, nó hai người nó chạy vé 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 vé. À, chúng ta sẽ phải xóa bản sao đi. Đúng không? Xóa đi. Tạo bản sao. Khi tôi làm một bản sao đi tới điểm này. À, tạo bản sao xong rồi xóa bản sao này luôn. Đấy thì nó sẽ mất. Nó sẽ có một người thôi. Đấy. Ơ, nó không xóa hả các bạn? Ơ, ẩn này. À, nó chưa ẩn các bạn ạ. Hiển thị ẩn. Xóa bản sao này mà nó không xóa. Không sao. Đấy, các bạn thấy không? Cái con zombie này nó trượt như kiểu trượt patin đấy các bạn ạ. Thôi được rồi, cái game dễ mà. Đấy, các bạn thấy không? Ui, ui. Cái con zombie này mình cũng làm tương tự nhá. Cái con zombie này mình cũng làm tương tự, không là nó gì. Nó cũng chạy với một tốc độ duy nhất. Mình cũng kéo cái này sang đây. Mình cũng kéo cái này sang đây. Cũng kéo cái này sang đây nhá. Đấy. Kéo cái này sang đây. Rồi. À, tốc độ bỏ đi. Cái này cho lên trên chỗ này. Tốc độ này là tốc độ zombie đúng không? Tốc độ zombie thì zombie chạy vừa vừa thôi, 8 thôi, cho nó bấm nhau dễ, game nhau dễ. À, thì chạy là 28. Nào. Bấm vào đây, bấm vào đây, bấm vào đây, bấm vào đây, bấm vào người, cái là game over này. Đúng không? Được chưa các bạn? Cái hình nền này nhìn hơi rối mắt các bạn ạ.
Thầy sẽ đổi cái hình nền khác nhá. Tôi cứ để cái hình nền này đi cho nó dễ. À, nhìn nó dễ, các bạn thích hình nền nào cũng được nhưng mà nhìn hình nền này phức tạp quá. Rồi xong rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ còn một việc nữa là tạo một cái chữ game over đúng không? Tạo game over. Game over, ok. Rồi, các bạn sẽ cho nó to lên tí nhỉ. Đúng. Rồi, các bạn sẽ lệch sang đây các bạn. Tí nữa các bạn cho nó nói cái gì đó đúng không? Con này đơn giản thôi, sự kiện này khi tôi nhận được thông báo game over thì dừng tất cả lại. Và trước khi dừng tất cả lại thì các bạn phải nói, các bạn phải nói là bạn đã diệt được bao nhiêu virus đúng không? Bạn đã diệt được bao nhiêu virus, tức là chúng ta phải kết hợp. Đó. Chúc mừng bạn đã diệt được đó. Được các bạn cách cho một cái. Ôi. Các bạn cách cho một cái, các bạn điền số virus vào đây. Tức là số điểm của các bạn vào đây. Sau đấy các bạn cách cho một cái virus corona đúng không? Hôm nay là sợ, ai ai cũng sợ con virus này các bạn. Corona. À, chúc mừng rồi. Thế thôi. Đơn giản thôi. À, khi mà khi bấm bắt đầu ấy, khi bấm dấu cách thì các bạn sẽ phải cho nó mất chữ đi chứ đúng không? Đấy, bấm dấu cách cho nó mất đi. Còn khi mà nhận game over thì cho nó hiện lên. Đấy. Đập con này, 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 đập con này. Đấy, các bạn thấy không? Nhớ không ai mình đập trúng phát là game over. Ô, nó không nói à con? À, các bạn biết sao, nói xong là nó mất, nó biến mất, cho nên là các bạn sẽ bỏ cái này luôn. Đập vào đây, đấy. Game là dễ đúng không? Game là dễ đúng không? Ok. Đấy, bây giờ để game khó hơn thì các bạn có thể nhân bản cái anh người này lên, nhân bản cái anh zombie này lên. Xong các bạn bấm dấu cách. Wow. Đấy, các bạn đập cho nó thoải mái. Nhớ không ai các bạn đập vào người là mất chết rồi đúng không? Đấy, thế bây giờ các bạn thấy là hung người và zombie nó chạy cứ cùng một tốc độ đúng không? Thì bây giờ các bạn lại tạo cho cái nhân vật chúng ta một tốc độ khác đúng không? Đây các bạn muốn gì các bạn tạo biến số, các bạn tạo biến mới. Đấy, tốc độ cứ thế mà làm thôi, rất là dễ. Zombie 2. À đây là người chứ đúng không? À thôi các bạn cứ tạo đi. À, tốc độ zombie, tốc độ human 2. Cái này là người đúng không? Đây này là người thì tốc độ human 2 này. Chỗ này là thay bằng tốc độ human 2 này. Đấy. Anh này là zombie đúng không? Thì chỗ này là thay bằng zombie 2 này. Các bạn cứ tạo biến ra rất là đơn giản đúng không? À, chỗ này các bạn sẽ tạo thành tốc độ zombie 2. Đấy. Ồ, nhân vật này không chạy. À, chỗ nào nhỉ? À, chỗ này chắc tốc độ mình 2. Đây, tốc độ mình 2 từ 3 đến 10. Tốc độ human, tốc độ human. Ok. Tốc độ human 2 bằng 0. Đây, tốc độ human 2 thành 3 đến 10. Ủa?
ta thử cách lại nào. Tốc độ human 2. À, ngược các bạn ạ. À, tốc độ trước về với run đi, đúng không? Rồi, cách một cái. Đấy. Bạn thấy là những chỗ nào mà nó bị trùng nhau ấy, nhân vật của chúng ta mà chạy mà bị đè lên nhau ấy, đấy. Các bạn bấm cẩn thận, nó là game over đấy. Cái con zombie này nó bao giờ nó cũng to hơn cái út đấy. Rồi, các bạn chỉ cần ẩn cái này đi là chúng ta sẽ có một cái trò chơi rất là vui rồi. Oh. Rồi, mình đang bị ho các bạn, không phải bị corona đâu nhá. Đấy, thế các bạn cứ yên tâm là nó sẽ không lây truyền qua đường internet đâu. Đó, game là dễ đúng không các bạn? 41 virus corona, ok. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn sẽ một like, một subscribe ủng hộ mình nhá.